Hello, xin chào các bạn nha. Mình đã quay trở lại. Và hôm nay mình sẽ chơi con game US Upride. Ok. Hôm nay mình sẽ chở một 6 thùng nhiên liệu màu vàng. Này thì ra kiểu gì? Đậu xanh. Mình không tìm được lối ra anh em ơi. Con xe này khỏe thì khỏe thật nhưng mà đi vào. Không ổn, không ổn. Mình chơi lại nha. Ok. Sau này liệu chúng ta đạo ôi quân lợi như bắn quay lại cán vào nó bây giờ láo với thầy giáo à. Nào 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 nào. Rất là kịp thời. Ok nha. Qua vừa rồi mà xuống vực thì đúng thôi. Ôi. Giờ mình sẽ chờ, mình chờ một thùng gì đây ta? Không rõ là thùng gì. Chắc là hàng cắm à. Mấy con này tránh tránh ra. Cút cái gì đấy? Điên hết rồi. Tức cái lòng người. Ui, đằng này mình lại lên nhận hàng ở đây cơ. Mình đầu tiên là lên chỗ này nè.
Đây, đi nào. Lần này mình sẽ không đâm vào nó nữa. Đâm sẽ bị mất hàng. Nào. Ôi xa. Chỗ vừa rồi. Xem có phải trong này không nha, mình nghĩ là lại bị lừa. Biết ngay mà, thôi cứ đi rồi nha. Cứ đi thôi chứ biết sao giờ. À kia. Đường ở đâu? Rồi. Chỗ vào bốc hàng mà nó khoai thế nhỉ? Lát nó ra mình sẽ lấy con xe khác đi. Con này to quá, khó chịu. Rồi. Đường tắt chứ sao phải đi đường thẳng nhỉ. Lên nào, hình như là ở trong này ha. Phải không ta? Phải không ta? Nhầm. Văn nhầm.
dẫn đến thần kinh á. Nào. Cút ra mày. Bực hết cả mình. Thề luôn. Ok, mình xin được dừng video tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.